Và sau đây tôi sẽ trình bày về cập nhật điều trị ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính. Cái nội dung chính của bài trình bày thì sẽ đề cập đến dữ liệu của 4 cái nghiên cứu rất là mới và được công bố trong thời gian gần đây. Nghiên cứu Maintain là nghiên cứu mà tiếp tục sử dụng cái thuốc ức chế CDK46 sau khi đã tiến triển với cái bước đầu tiên dùng một thuốc CDK46. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu về cái thuốc ức chế AKT là cũng cho thấy có cải thiện về mặt sống thêm. Đây là AKT cũng là một cái điểm quan trọng cho cái con đường mà dẫn truyền tín hiệu mà dẫn tới là đề kháng với lại là điều trị nội tiết. Và nghiên cứu thứ ba về thuốc là Sacituzumab là một cái thuốc mà ức chế CHOP2, cũng là một cái thuốc được chứng minh là có hiệu quả trong cái điều trị cái phân nhóm ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính. Và cuối cùng là nghiên cứu Destiny là nghiên cứu mà chứng minh được cái hiệu quả của cái thuốc TDXT trong cái phân nhóm là có cái HER2 có cái biểu lộ thấp. Vâng, về mặt đây là cái hướng dẫn chung về mặt điều trị ung thư vú di căn. Như vậy ung thư vú như chúng ta biết thì các cái phân nhóm thì sẽ chia ra làm có cái ba cái phân nhóm quan trọng là phân nhóm là HER2 dương tính, phân nhóm là triple negative và phân nhóm là có cái thụ thể nội tiết dương tính. Và nội dung của bài trình bày hôm nay là về cái điều trị ung thư vú di căn cho cái nhóm mà có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính, tức là phân nhóm là Luminal thể ống. Và đối với phân nhóm này thì ở cái hướng dẫn điều trị thì sẽ để mà quyết định được cái điều trị thì sẽ đánh giá người bác sĩ lâm sàng phải đánh giá xem là cái nguy cơ về mặt đe dọa về mặt chức năng cơ quan, đe dọa về mặt cái mức độ tiến triển triệu chứng để quyết định xem là bệnh nhân có cần phải dùng hóa trị không cho những trường hợp bệnh nhân mà cần phải đạt đáp ứng nhanh và có đe dọa là suy chức năng các cơ quan do cái tổn thương mà di căn. Và trong trường hợp mà không có đe dọa ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan cũng như là cái khối lượng bệnh thấp và tiến triển chậm thì sẽ dùng thuốc nội tiết. Và cái điều trị tiêu chuẩn hiện tại bây giờ là sẽ dùng cái thuốc ức chế với một cái phương thức điều trị nội tiết mà cũng có thể là ức chế aromata hay là fulvestrant kết hợp với thuốc ức chế CDK46 điều trị bước 1. Và khi tiến triển thì người ta sẽ làm một số những cái test để mà có thể là tiếp tục thay đổi cái thuốc nội tiết cũng như là cái thuốc 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 đích. Những cái mà đột biến và quan trọng mà được ghi nhận và có ý nghĩa đấy là BRCA hay là P3K, và sẽ tùy thuộc vào các cái xét nghiệm này thì ở cái bước điều trị thứ hai là có thể là sẽ kết hợp với một cái thuốc sẽ thay đổi cái phương thức điều trị nội tiết, chẳng hạn như là cái bước 1 dùng ức chế aromata thì bước tiếp theo có thể dùng fulvestrant và kết hợp với các cái phương thức điều trị đích như là ức chế mTOR, everolimus hay là ức chế PIK3CA như là alpelisib, hoặc là trong trường hợp mà có đột biến BRCA thì sẽ dùng thuốc ức chế PAP. Và khi mà hết các cái bước điều trị nội tiết rồi thì sẽ đổi sang hóa chất, hoặc là khi bệnh mà tiến triển nhanh thì có thể là sẽ sử dụng cái thuốc thuốc ức chế nội tiết. Và cái hóa trị mà khi được sử dụng thì thường người ta sử dụng là hóa trị tuần tự. Và cái thuốc mà được ưu tiên đấy là thuốc anthracycline và taxane. Còn trong trường hợp mà bệnh mà tiến triển mà dưới 1 năm kể mà dùng cái thuốc taxane thì sẽ sử dụng các cái thuốc khác như là thuốc capecitabine, vinorelbine hay là gemcitabine. Đây là cái hướng dẫn mà điều trị chung đối với những bệnh nhân mà có di căn tạng mà đe dọa thì phải dùng hóa chất, và sau khi hóa chất tối đa thì có thể chuyển sang cái phương thức mà điều trị nội tiết. Đấy, ở đây người ta cũng chia ra làm hai cái nhóm để xem là dùng ức chế aromata đầu hay là dùng fulvestrant những trường hợp mà gọi là kháng nguyên phát ấy, tức là tiến triển khi mà đang dùng AI và trong cái bối cảnh điều trị bổ trợ mà dưới 12 tháng, dưới 2 năm, hoặc là trong di căn mà dưới 6 tháng thì là kháng kháng nguyên phát. Và những trường hợp mà kháng nguyên phát thì thông thường là người ta sẽ dùng là fulvestrant kết hợp với CDK46. Còn không thì sẽ dùng kết hợp ức chế aromata với lại CDK46. Và trường hợp nào bệnh nhân mà chưa mãn kinh thì sẽ dùng
ức chế buồng trứng để chuyển sang giai đoạn là mãn kinh. Đây là cái nghiên cứu đầu tiên, đấy là nghiên cứu Maintain. Tức là nghiên cứu này để họ nhằm đánh giá xem là cái việc mà dùng lại cái thuốc ức chế buồng trứng ở bước tiếp theo thì có lợi ích hay không. Và cái tiêu chuẩn nghiên cứu là bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính ít nhất từ 1% trở lên và HER2 âm tính. Và bệnh nhân trước đấy là tiến triển với một cái liệu pháp nội tiết mà điều trị ức chế CK46 rồi. Và bệnh nhân mà những bệnh nhân mà tiền mãn kinh thì sẽ dùng kết hợp ức chế buồng trứng và chia làm một nhánh dùng ribociclib và đổi cái phương thức nội tiết, thuốc nội tiết. Nếu mà trước đấy dùng AI thì đổi sang fulvestrant hoặc ngược lại. Và cái nhánh thứ hai là chỉ đổi cái thuốc nội tiết và không kết hợp với thuốc ức chế CK46. Mục tiêu chính là PFS và các mục tiêu phụ là về đáp ứng, về lợi ích lâm sàng, về tính an toàn. Và kết quả nghiên cứu này cho thấy là cái nhánh mà tiếp tục dùng ribociclib kết hợp với nội tiết thì đạt được PFS là 5 tháng so với 2,7 tháng của cái nhóm trứng. Và P ở đây là có nghĩa thống kê. Khi mà xét ở tất cả các cái phân nhóm thì về tuổi, về chủng tộc, về chỉ số thể trạng, về trước đấy là dùng đáng cho cái phân nhóm trước đấy là dùng palbociclib hay là ribociclib, và cái khoảng thời gian mà dùng cái thuốc này là trên hay dưới 12 tháng, có di căn tạng hay không, có di căn xương hay không, và cái số bước nội tiết điều trị trước đấy, thì hầu hết là tất cả các phân nhóm này đều cho thấy có lợi ích của cái nhóm mà tiếp tục dùng ribociclib. Nhưng mà có một số những phân nhóm đáng chú ý, đây là cái nhóm mà cái trước đấy là dùng ribociclib sau đó lặp lại ribociclib thì nó sẽ không hiệu quả bằng, và lợi ích nó sẽ không rõ rệt và không mạnh bằng cái nhóm là ban đầu ribociclib so với lại cái thuốc giả dược. Chẳng hạn như là tại thời điểm 6 tháng thì cái tỷ lệ PFS của ribociclib thì là vẫn là 42% so với lại 24%, và ở 12 tháng là cái nhánh giả dược chỉ được 7/4%, trong khi đó nhánh tiếp tục dùng ribociclib, tiếp tục dùng ức chế CK46 vẫn đạt được là gần 25%. Về tỷ lệ đáp ứng thì cũng tốt hơn ở nhánh mà dùng kết hợp với ribociclib, tự cải thiện từ 11-20%, và cái nhóm đạt lợi ích lâm sàng, tức là bao gồm cả những cái nhóm bệnh nhân mà bệnh ổn định thì cũng cải thiện từ 25-43%, và những cái P này có ý nghĩa thống kê. Và cái thời gian trung vị mà dùng được cái điều trị của thuốc ribociclib kết hợp với nội tiết lên tới là gần 19 tháng, trong khi đấy cái nhánh kia chỉ được 15 tháng. Và cái nghiên cứu thứ hai là một nghiên cứu về cái thuốc ức chế AKT, thuốc capivasertib. Đối tượng của nghiên cứu này thì là những bệnh nhân mà mãn kinh và thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính, giai đoạn di căn, và tiến triển với một cái bước mà điều trị thuốc ức chế aromata rồi, và tối đa là có thể là tiến triển với 3 cái bước điều trị nội tiết, và tối đa cũng bước tiến triển với một cái điều trị hóa trị. Như vậy là những cái nhóm bệnh nhân này là có thể là điều trị ở bước thứ 4, thứ 5, và chia là một nhánh dùng fulvestrant, một nhánh là dùng fulvestrant và kết hợp với capivasertib. Và cái mục tiêu chính là đánh giá về PFS, mục tiêu phụ là đánh giá về an toàn, độc tính, về tỷ lệ đáp ứng, lợi ích lâm sàng, và cả đánh giá thăm dò cả về mặt sống thêm nữa. Và kết quả của nghiên cứu này cho thấy là PFS trung vị nhánh mà được dùng kết hợp với thuốc ức chế AKT là đạt được 10.3 tháng so với chỉ gần gấp đôi 4.5 tháng do fulvestrant đơn thuần, và đây là P là có ý nghĩa thống kê. Còn đây là OS mà tức là đánh giá mà chưa đầy đủ thì cái nhánh mà thuốc ức chế AKT là lên tới 29 tháng so với 23 tháng là nhánh dùng fulvestrant đơn thuần, P là 0.035, có ý nghĩa thống kê. Và khi người ta ở nghiên cứu này thì người ta có cái xét nghiệm mở rộng về các cái đột biến, và đặc biệt là cái đột biến là liên quan đến cơ chế kháng nội tiết theo đường dẫn truyền tín hiệu qua mTOR, qua PIK3CA và qua AKT, thì nó cũng có cái sự khác biệt. Có khoảng 25% là cái số lượng bệnh nhân là nó chuyển từ những cái nhóm mà ban đầu là test là âm tính sang cái test là dương tính, đặc biệt là PIK3CA hay là AKT, PTEN.
Và kết quả họ chia làm hai nhóm, một nhóm là có cái biến đổi, có cái con đường dẫn truyền tín hiệu, tức là cái nhóm mà có thể đột biến P3K hay là đột biến AKT, với nhóm mà không có cái đột biến, thì cái nhóm mà có biến đổi con đường dẫn truyền tín hiệu, tức là có đột biến, thì cái sự khác biệt về mặt sống thêm thì nó cao hơn, từ 20 lên 39 tháng, và P cũng như thống kê. Và ngược lại, nếu mà không có đột biến, không có biến đổi con đường dẫn truyền tín hiệu, thì cái P ở đây là 0,6, không có ý nghĩa thống kê. Và cái trung vị về mặt sống thêm nó chỉ tương đương giữa hai nhóm là 25.2 đến 26. Nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu, cũng là nghiên cứu Tropic, nghiên cứu pha 3 về cái thuốc Sasi. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy là cái thuốc Sacituzumab SG thì chứng minh được là cải thiện về mặt PFS so với lại là các cái thuốc mà hóa trị theo lựa chọn của bác sĩ, và giảm 34% nguy cơ bệnh tiến triển. Và P ở đây là có ý nghĩa thống kê, cái thời gian trung vị mà không tiến triển là 5,5 tháng so với 4 tháng ở cái nhánh mà dùng hóa trị. Và cái tỷ lệ mà sống thêm tại thời điểm 12 tháng ở cái nhánh mà dùng SG là 21,3%, trong khi đấy nhánh mà dùng hóa trị chỉ được 7,1%. Về phân nhóm, ở đây thì có thể thấy là có cái lợi ích ở hầu hết các nhóm, về xét về mặt chấm chung, rồi là về có di căn tạng hay không, rồi là trước đấy có được điều trị thuốc phương thức nội tiết, hay là cái số lượng mà số bước điều trị hóa trị, tuổi, chỉ số thể trạng, hay là cái khoảng thời gian mà dùng CK46 dài bao lâu. Thì có một cái nhóm là không có di căn tạng thì không có di căn tạng thì hay là cái nhóm mà dùng nội tiết mà trên 6 tháng thì có vẻ như là cái độ mạnh và thống kê thì nó không mạnh bằng. Đây là về cái mức mà thời gian mà đến khi mà suy giảm các cái triệu chứng về chất lượng cuộc sống, về triệu chứng về mệt mỏi, về đau, thì cái nhánh mà dùng thuốc SG thì cho thấy là cái thời gian để mà xấu đi về mặt triệu chứng mệt hay triệu chứng đau hay triệu chất lượng cuộc sống thì nó dài hơn. Chẳng hạn như là triệu chứng mệt mỏi thì cái thời gian mà dẫn tới là cái nặng hơn về cái triệu chứng này thì ở cái nhánh mà dùng hóa trị là 1.4, trong khi đấy thì cái SG là 2.1, cái thang điểm về chất lượng cuộc sống mà tồi đi thì trung vị ở cái nhánh mà dùng thuốc SG là 4 tháng, nhưng mà trong khi đấy nhánh hóa trị chỉ 2.9. Và cuối cùng là nghiên cứu Destiny. Nghiên cứu này thì để mà chứng minh được là cái thuốc TDXD hay là thuốc Chaturumab Deruxtecan có hiệu quả ở cái phân nhóm mà có bộc lộ HER2 thấp, và đây là bộc lộ thấp được nghĩa là 1 cộng trên hóa mô miễn dịch hay là 2 cộng trên hóa mô miễn dịch, nhưng mà làm fit thì âm tính. Và nghiên cứu này cũng chia làm hai nhóm, một nhánh dùng TDXD, một nhánh là dùng thuốc hóa trị, có thể capecitabine, nirubulin, gemcitabine hoặc là pacli, cũng đánh giá về PFS và mục tiêu phụ có thể thăm dò về OS. Thì ở đây cho thấy là ở các cái phân nhóm về PFS thì ở cả phân nhóm thủ thể tiết dương tính đều cho thấy có hiệu quả của thuốc TDXD. Cải thiện từ 5.4 lên 10.1, lợi ích là 4.7 tháng về PFS. Và ở tất cả các cái phân nhóm và thủ thể nội tiết dương hay âm thì đều cũng có lợi ích. Bây giờ trong bài này chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhóm thủ thể nội tiết dương tính. Về OS thì cũng cho thấy có lợi ích, cải thiện từ 17.5 tháng lên 23.9 tháng, và cái lợi ích là 6.4 tháng, P có nghĩa thống kê. Ở đây khi mà họ đánh giá là cái phân nhóm mà có thủ thể rất âm tính, khi mà phân tích thăm dò cũng cho thấy là có lợi ích của cái thuốc này ở trên cái bệnh nhân mà có cái bộc lộ HER2 thấp. Vậy là các cái thần quy và những đột biến mà có ý nghĩa là BRCA hay là PIK3CA. Như vậy kết luận của bài trình bày là qua các cái nghiên cứu này thì qua nghiên cứu Maintain thì cho thấy là cái việc mà tiếp tục mà dùng cái CK46 ở bước sau thì cũng có hiệu quả. Và cái thuốc ức chế AKT thì nó cũng là cho capivasertib thì cũng cho thấy được có cái lợi ích, nhưng mà cái lợi ích này thì chủ yếu là cái nhóm mà có cái biến đổi con đường dẫn truyền tín hiệu, tức là có các đột biến liên quan đến AKT hay là pivacaptan. Và nghiên cứu Tropic thì chứng minh một cái thuốc là ức chế CHOP2 là sacituzumab cũng cho thấy có hiệu quả trên cái nhóm mà có thủ thể dương tính hơn 2 âm tính. Và cuối cùng là cái
cái nhóm mà có cái hơ hai bộc lộ thấp, kể cả thụ thể nội tiết dương tính hay âm tính, thì có chứng minh được cái hiệu quả của thuốc TDXD là với thuốc mới. Và bài trình bày của tôi đến đây kết thúc, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.